Chào các bạn đến với môn kỹ thuật điện điện tử. Thì trong video clip này mình xin giới thiệu về các loại máy điện khác nhau. Do chương trình kỹ thuật điện điện tử của mình không có nhiều thời gian cho nên ở chương này, ở topic này mình chỉ xin giới thiệu mang tính sơ lược để các bạn biết là nó có những loại máy điện nào và nó có người ta nghiên cứu những thứ gì ở trong máy điện. Thì một cách tổng quan, khi chúng ta sử dụng điện là tức là chúng ta sử dụng năng lượng điện. Nói một cách khác thì năng lượng điện nó sẽ được chuyển đổi thành năng lượng cơ. Chúng ta có theo mô hình công suất là đưa vào một năng lượng điện công suất Pin qua một cái thiết bị máy móc nào đó, nó sẽ chuyển thành năng lượng cơ với công suất đầu ra là Pout. Nếu như cơ thì chúng ta có chuyển động cơ thông thường nhất là chuyển động quay, thì chúng ta sẽ có moment hoặc là lực hoặc là vận tốc quay. Thì đối với chuyển động quay thì chúng ta có công suất cơ nó sẽ bằng là T là thọt là moment xoắn nhân với lại omega là vận tốc quay. Còn chuyển động tĩnh tiến thì chúng ta có là F là lực nhân với vận tốc V. Đấy, như vậy thì từ cái công suất đầu vào này chuyển thành công suất đầu ra, người ta gọi đây là những cái motor điện. Thì đầu vào chúng ta có công suất tính điện, nó sẽ là B bằng U nhân Y đối với mạch DC, hoặc là đối với mạch AC thì nó là U nhân Y nhân cos phi, và các cái đại lượng công suất khác. Chúng ta có một cách tổng quan có các loại máy điện như thế này. Máy điện cơ chuyển từ năng lượng điện sang năng lượng cơ gọi chung là motor. Còn chuyển từ năng lượng cơ sang năng lượng điện thì người ta gọi là máy phát nha. Hoặc là chuyển từ năng lượng điện sang năng lượng điện khác, thường là khác thông số. Ví dụ như là từ điện AC xoay chiều sang điện DC một chiều để sử dụng cho các thiết bị máy móc cần điện một chiều chẳng hạn. Hoặc là từ điện xoay chiều tần số này sang điện xoay chiều tần số khác. Hoặc là từ điện xoay chiều điện áp này chuyển sang điện xoay chiều điện áp khác trong các bài toán truyền tải điện nâng và hạ áp điện xoay chiều chẳng hạn. Hoặc là từ điện DC là điện một chiều sang điện một chiều trong các thiết bị máy móc sử dụng pin, các nguồn pin là cố định thì cần phải chuyển đổi sang các điện áp DC một chiều khác như là 5V, 9V, 12V để sử dụng cho các máy móc chẳng hạn. Đấy, thì tổng quan nó có các loại máy điện như đã vừa nêu. Máy phát điện thì là công suất đưa vào là một công suất cơ và lấy ra là công suất điện phía đầu ra. Đương nhiên là quá trình chuyển đổi nó sẽ có những cái tổn thất, những cái hao phí mà không thể nào chuyển 100% cả. Đây một số đại lượng chúng ta đã nghiên cứu trong các cái môn học khác như là tọt là moment xoắn, vận tốc góc, công suất vận tốc dài, lực vận tốc dài, vân vân. Các cái thiết bị mà biến đổi từ điện này sang điện khác thì người ta gọi một cái tên là transformer, transformer hay còn gọi là máy biến áp, hoặc là gọi chung là các cái bộ biến đổi điện thôi, machine converter thôi. Thì nhắc lại, ngoài thế giới cơ của chúng ta ra thì chúng ta còn có một cái thế giới nữa là từ trường mà mình không nhìn thấy được. Thì từ trường nó như trái đất mình cũng có từ trường đó các bạn. Nó là một cái đại lượng mà nó một cái khái niệm mà có hai cái, nó có cực, nó có chiều đàng hoàng, tức là chiều từ nam tới bắc. Nếu mà cùng chiều thì đẩy mà còn ngược chiều thì nó hút. Đấy, và do mình không quan sát được cho nên người ta mới trừu tượng hóa, người ta biểu thức hóa, mô hình hóa nó thành các cái biểu thức toán học. Và người ta quan sát thấy là gì? Như vậy thì từ trường nó cũng có liên hệ với điện. Mối liên hệ là khi mà chúng ta cho một sợi dây dẫn điện thì xung quanh cái sợi dây này nó sẽ phát sinh ra một cái từ trường. Đấy. Thì chính vì cái lý do đó cho nên người ta sẽ sắp xếp cái sợi dây dẫn điện, thí dụ như ta xoắn vòng vòng như thế này để tạo thành một cái nam châm. Ở đây người ta vẽ đường chấm chấm, đây người ta gọi là đường sức từ, là thể hiện cho cái mật độ từ của cái dòng điện này tạo ra. Thì mỗi một đường sức từ ở đây người ta gọi là một cái theta nào đó, thì n vòng vòng dây ở đây n 1 2 3 4 5 6 n vòng,
thì nó sẽ tạo ra N đường sức từ. Thì càng nhiều đường sức từ thì lực từ nó càng mạnh, và lực từ càng mạnh thì nó sẽ tạo nên một cái sức điện động, electromotive force, EMF, hay còn gọi là sức điện động càng lớn. Thì như vậy thì một cái sợi dây dẫn điện nó sẽ tạo ra từ trường, hoặc là một cái từ trường thay đổi, một cái từ trường đặt trong một cái sợi dây không có điện thì nó cũng tạo ra một cái hiệu điện thế. Thì lợi dụng cái quy luật này, người ta sẽ chế tạo ra các cái thiết bị generator tạo ra điện, hoặc là chúng ta cung cấp điện vào cuộn dây để tạo thành một cái từ trường và hút các cái nam châm gắn với một cách phù hợp thì sẽ tạo ra các cái động cơ. Ở đây một số cái biểu thức chúng ta ôn lại vật lý lớp 12, là nếu như mà từ từ thông này mà biến đổi thành sin thì chúng ta cũng có nguồn điện tạo ra, nó cũng biến đổi thành sin. Và nếu như chúng ta tính giá trị hiệu dụng thì chúng ta lấy tích phân gì đó, thì ở đây là nó ra 4.44 là 2 pi nhân với lại căn 2 đó các bạn. Về phần tính toán thì trong cái phần này chúng ta không có chú trọng về phần tính toán, cho nên các bạn xem tài liệu thêm. Mình giới thiệu qua một số loại máy điện, ở đây mang tính chất giới thiệu thôi chứ không có đi sâu vào phân tích. Thì chúng ta có thiết bị đầu tiên là máy biến áp. Máy biến áp là một thiết bị biến đổi từ AC này sang AC khác. Nó dựa trên cái nguyên lý là chúng ta đưa dòng điện chạy trong một cái môi trường nào đó, ở đây người ta cho một cái lõi thép để nó tăng cái khả năng dẫn từ thông lên, thay vì chúng ta để trong không khí thì nó thất thoát, nó dẫn không được tốt, thì chúng ta sẽ cho nó dẫn trong cái lõi thép này, nó sẽ có một cái lượng từ thông chạy trong lõi thép này. Nếu như chúng ta cấp một nguồn điện ở đây thì chính từ thông chạy trong lõi thép nó sẽ cảm ứng qua cái cuộn dây bên đây, nó sẽ tạo ra hiệu điện thế bên đây, và tỷ số giữa cuộn dây này và cuộn dây này nó sẽ tạo ra sự chênh lệch giữa V1 và V2 như chúng ta đã tìm hiểu. Thì phân tích một cách chi tiết thì chúng ta sẽ thấy là từ thông trong lõi thép là từ thông chính mà tạo ra hiệu điện thế V2. Ngoài ra nó còn có cái từ thông tản ở đây, tức là nó bị hao phí ra ngoài không khí, không thể nào chúng ta chặn được, nó có một cái mức hao phí nhỏ ở đây nữa. Cho nên là khi mà mô hình hóa, tức là khi mà ghi giá trị biểu thức, là cuộn dây nó gồm là điện trở và một cái đoạn L, đường dây đương có điện trở, và nó phải qua một cái phần hao phí nha. Đây nó có hai thành phần hao phí, rồi qua đây là máy biến áp lý tưởng, rồi qua đây là điện trở cuộn dây thứ hai và cuộn cảm của cuộn dây thứ hai ra tới tải. Thì cái mô hình người ta mô hình hóa lên thế này, sau đó chúng ta muốn giải được dòng điện hoặc công suất như thế nào đó thì chúng ta lại dùng các cái định luật Kirchhoff. Nếu là điện xoay chiều thì mình chuyển qua số phức để mình tính. Thì đây cũng là một bài toán cũng khá đơn giản đối với điện. Tuy nhiên là khi mà người ta phân tách chi tiết ra mà tính toán cụ thể đó, thì đây là chúng ta thấy một ẩn, hai ẩn, ba ẩn, bốn ẩn, thì nó giải hệ phương trình bốn ẩn số mà số phức nữa, cho nên là cái bài giải của nó sẽ khá là cồng kềnh. Trong tài liệu thì nhiều sách người ta đã giải sẵn rồi, ở đây mình mở cho các bạn xem thử một cái tài liệu. Đây là máy biến áp đây. Đấy, thì người ta sẽ tính dựa trên cái đường sức từ này, nó sẽ tạo ra một cái E sức điện động cảm ứng tương ứng. Nếu chúng ta đưa vào là hình sin thì đầu ra nó cũng hình sin theo cùng tần số thôi. Rồi người ta tính ra hiệu điện thế, rồi tỷ số máy biến áp, rồi vân vân. Tới người ta viết các phương trình cân bằng, cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp, vân vân. Thì đây tất cả đều tính toán trên số phức hết, các bạn có thể lặp lại các phương trình này. Tuy nhiên là các tính toán nó khá là dài dòng, các bạn có thể thấy là để mà tính được thì người ta còn dùng những cái phương pháp là tương đương, đơn giản hóa những cái thành phần, bỏ bớt, lược bớt những thành phần không quan trọng để người ta tính cái bài toán cho nó đơn giản hơn. Mặc dù là đơn giản rồi nhưng các bạn thấy là nó cũng khá nhiều công thức và khá nhiều thứ phải nhớ đấy, vân vân. Rồi phần thí nghiệm, rồi tổn hao, tính các tổn hao, vân vân, rồi công suất,
Đấy, thì tất cả người ta đã tính sẵn hết để người ta đưa ra thành những công thức, và mình chỉ áp dụng công thức là mình sẽ tính toán được cái bài toán ở đây. Tại vì cái máy biến áp nó là một cái mô hình điển hình rồi, nó không có biến đổi nhiều nữa. Và chúng ta sẽ có những bài tập luyện tập để áp dụng ghi nhớ những công thức trên. Đấy. Nhưng trong chương trình của mình thì mình không có chú trọng về phần kỹ năng tính toán ở cái máy biến áp này nha. Rồi chúng ta trở lại, chuyển qua cái đối tượng máy điện thứ hai là cái motor. Thì ở đây motor có nhiều nhà sản xuất, các bạn có thể tham khảo thêm. Nó dựa trên cái nguyên lý điện từ hồi nãy, nó sẽ cho từ trường thay đổi, hoặc là dòng điện thay đổi, hoặc là hai cái từ trường đều tạo ra từ dòng điện hết, vân vân. Nhiều cách bố trí khác nhau mà nó ra rất là nhiều loại motor khác nhau. Đấy, có DC motor, DC motor dùng 500 vĩnh cửu, dùng cái từ trường thay đổi gì đây. Rồi, loại shunt, loại shunt, loại mắc nối tiếp, shunt shunt là mắc song song. Rồi vân vân. Rồi brushless, động cơ không chổi than. Rồi động cơ AC thì lại chia làm mấy loại nữa. Đồng bộ, không đồng bộ, rồi từ không đồng bộ, không đồng bộ gì lại chia ra mấy loại nhỏ nữa theo cái đặc tính chế tạo, rồi động cơ bước, vân vân, rất là nhiều loại động cơ khác nhau. Nó có nguyên một cái mảng nghiên cứu về động cơ này. Tuy nhiên ngành của chúng ta thì cái môn học của chúng ta thì chúng ta không có nghiêng về cái hướng chế tạo motor, cho nên mình cũng không đi sâu vào cấu tạo và chế tạo này. Một số cái phương trình đây mình trích lại để cho các bạn thấy, ví dụ như động cơ không đồng bộ đây chẳng hạn, là ba cái cuộn dây nó mắc vô như thế này, nó cho điện 3 pha chạy vô đây, thì nó để một cái 500 thì 500 nó sẽ bị cuốn theo cái từ trường tạo ra từ các cái cuộn dây ở đây. Đây thí dụ như dòng điện đây, hiệu điện thế đang lớn nhất thì 500 sẽ bị hút qua đây tới nó giảm từ từ, và hiệu điện thế đây tăng lên theo hình sin đó, thì cái 500 nó sẽ chuyển qua đây, nó chuyển thì nó chạy vòng 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 vòng, nó tạo thành một cái trục chạy. Thì chi tiết hơn các bạn tham khảo trong tài liệu các cái loại động cơ thì bạn sẽ hiểu rõ hơn. Người ta mô hình hóa cái motor thì cũng cũng đơn giản thôi. Người ta cũng đây là cuộn dây, thì cuộn dây thì người ta mô hình hóa nó thành là điện trở và một cái từ trường, một cái cuộn dây L ở đây thôi, inductor L ở đây. Và những cái tổn hao đấy, rồi bên phần ứng bên đây cũng vậy, thì người ta cũng mô hình hóa bằng cuộn dây thì là điện trở và một cái giá trị L ở đây thôi. Nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu chi tiết thì nó cũng có tài liệu, ví dụ như động cơ không đồng bộ đây, rồi người ta cũng giải thích nguyên lý, rồi cũng ghi ra các công thức đấy. Cũng cũng rất là nhiều công thức, mười mấy công thức hay sao á, dòng tải người ta tính hết đấy, rồi mạch tương đương vân vân, rồi tính toán ra, rồi tính công suất, công thức đây. Thì bài toán điển hình mà, nên người ta đã tính sẵn hết rồi, rồi tính moment vân vân đấy, và chúng ta có thể áp dụng công thức để chúng ta làm bài tập đấy. Đó là động cơ AC. Có một loại động cơ DC nữa, người ta cho dòng điện DC chạy vô, và ở đây cũng có một cái dòng điện DC chạy vô, thì hai dòng điện này nó sẽ tạo ra hai cái cục 500. Mình nói ngắn gọn là người ta đang nói là tạo từ trường, nhưng mà là nó giống giống như cục 500 vậy, thì nó sẽ hút đẩy làm cho cái trục này nó sẽ chạy, và trục này nó sẽ quay làm thành cái motor. Thì chi tiết hơn các bạn xem thêm trong tài liệu giùm mình ở đây, ví dụ đây đấy, cấu tạo nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều chẳng hạn, cơ lồng sốc gì vân vân đấy. Thì người ta cũng mô hình hóa nên một cái động cơ cũng có công thức tính toán đầy đủ nếu bạn muốn nghiên cứu sâu hơn đấy. Về phía máy điện thì chúng ta động cơ thì chúng ta nên nghiên cứu thêm một số cái đồ thị để chúng ta hiểu là như vậy thì động cơ á, khi mà nó tăng giảm tốc độ á, thì cái torque, tức là cái moment xoắn tạo ra, và cũng như cái hiệu suất á, nó không có thẳng hàng cố định mà nó sẽ là một cái hàm thay đổi,
vì cái đặc tính người ta chế tạo nó như vậy, khi mà khởi động nó khác, khi mà đạt tới vận tốc ổn định nó khác, và khi mà đạt tới vận tốc maximum là không có tải khác, và có tải thì đặc tính nó lại khác, cái hiệu suất nó lại khác. Thì chi tiết các bạn phải nghiên cứu kỹ trong tài liệu của nhà sản xuất. Mình xin mở một cái tài liệu nhà sản xuất ở đây để các bạn nghiên cứu. Đây, ví dụ đây. Đây là tài liệu mình trích từ trang web của hãng Nidec. Đấy, thì họ thí nghiệm cái đặc tính của động cơ của họ với từng cái loại tải khác nhau, với từng cái trường hợp thí nghiệm khác nhau, thì họ ra những đồ thị này. Thì khi mà mình cần thiết kế liên quan tới motor thì mình phải tham khảo chặt vào tài liệu từ nhà sản xuất này. Đấy, và thậm chí là mình phải email cho họ để mình nhờ tư vấn từ những kỹ sư người ta đã thiết kế ra về hiệu suất, về vận tốc, về dòng điện, vân vân. Đấy, trong trong tài liệu họ đưa ra những công thức tính toán hết. Thậm chí là họ có giải thích cho mình là các cái loại động cơ của họ nó đặc tính như thế nào, cấu tạo như thế nào, rất là đầy đủ chi tiết trên trang web. Rồi các hãng sản xuất động cơ lớn thường họ cung cấp lên đầy đủ hết để cho người kỹ sư người ta có thể tham khảo và ứng dụng vào chế tạo, đặc tính, vân vân. Các bạn có thể tham khảo thêm trên trang web của nhà sản xuất Nidec. Đây là một cái ví dụ nha, còn nhiều nhà sản xuất khác nữa. Đấy. Đây là một cái đặc tính cơ, đặc tính công suất mà chúng ta cũng cần chú ý, là chúng ta đưa vào một cái đại lượng điện, chúng ta đưa vào công suất đầu vào thì nó có thất thoát mạch điện, thất thoát lõi đồng, lõi sắt, thất thoát do cơ khí, do ma sát, vân vân, nhiều loại thất thoát khác nhau, để nó ra tới cuối cùng là cái công suất đầu ra, công suất cơ đầu ra. Thì cái này từng nhà sản xuất khác nhau, có nhà sản xuất là 60%, có nhà sản xuất chỉ 50%, 40%, vân vân. Thì chúng ta nghiên cứu thêm ở tài liệu nhà sản xuất. Thì phần giới thiệu sơ lược về máy điện tới đây chắc cũng tạm dừng. Hy vọng là một chút ít kiến thức giúp bạn sau này tự tin hơn trong việc nghiên cứu thêm về máy điện, nếu như chúng ta có phải làm việc với các cái máy điện khác nhau sau quá trình làm việc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo là phần kỹ thuật điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại.